Rồi, tới ghế rồi chị. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Ok. Rồi, bây giờ mời anh giới thiệu về bản thân mình ạ. Kính thưa các anh chị em, cô bác nội ngoại Sài Gòn, con tên Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1975, quê quán ấp 4 xã Ba Sao, thành phố Cao Lãnh, làm nghề thợ cắt tóc và bán linh kiện điện tử. À, 45 tuổi, đang sống ở thành phố Cao Lãnh. Mời chị gái giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh bên kia và chào tất cả mọi người. Em tên là Ngọc Diễm, em đến từ Cần Thơ và hiện nay em 40 tuổi ạ. Dạ, là mình sinh năm bao nhiêu? Trên giấy tờ thì là 79 chị, nhưng mà thực tế thì em 80, nghĩa là em tuổi khỉ. À, hiện nay em là giáo viên dạy cấp 3. Cần Thơ qua Cao Lãnh bao xa? Cần Thơ qua Lãnh chắc cũng gần. Đi đường cao tốc đi xuống Tiền Giang đi về Cần Thơ. À, biết đường đi gì mà không biết nhiêu cây. Vậy hả? Rồi, vậy là thí dụ giờ hai anh chị quen nhau thì bao lâu anh có thể xuống thăm chị được một lần? Nửa tháng xuống lần. Nửa tháng xuống lần. Dạ. Số ít vậy, gần mặn tuần xuống lần đi. Anh là chủ tiệm luôn hay là chủ sao? Tiệm. Chủ tiệm. Chủ tiệm mình có thợ không? Có học trò mà nó ra nghề hết. À, bây giờ có mình nên là chưa có học trò mới. Vậy là mình đi đâu có được nhiều, đi là phải đóng cửa tiệm đó phải không? Đi phải đóng. Tại vì tiệm là hoạt động suốt tuần luôn đúng không? Thứ bảy chủ nhật là mệt lắm, khách đông. Thứ bảy chủ nhật là khách đông. Còn công chuyện của mình làm thì cái giờ thời gian nó như thế nào? À, em làm suốt chị, em nghỉ thứ bảy chủ nhật, nghĩa là em dạy luân phiên suốt trong các ngày trong tuần á. Dạ, nếu mà thời gian vậy rồi anh vậy rồi làm sao mà anh, ví dụ giờ anh có bạn gái thì anh đi chơi với bạn gái ở cái thời điểm nào để mà mình tìm hiểu tiến tới hôn nhân? Đó thì nghỉ đi tao bình thường có gì đó. À, nghỉ đi bình thường. Nghỉ một tháng đi cũng không sao. À vậy đó hả? Thế cho em hỏi một xíu là giờ kinh tế anh đã ổn định chưa? Anh có thể lo cho vợ con được chưa? Dạ, ổn định rồi chị. Dạ. Thế anh nghĩ điểm mạnh, điểm yếu của anh trong cuộc sống là gì? Em xin nói về điểm mạnh. Dạ. Em thuộc tiếp, biết chăm lo cho gia đình. Tính em cần mẫn và quyết tâm cao. Một khi đã đặt mục tiêu em đã kiên định đeo đuổi đến cùng. Em chân thật, nhiệt tình, biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Tính tự lập cao và có trách nhiệm trong mọi việc. Ngoài ra em có sở trường biết hát, biết làm nhân quỷ gia đình nữa chứ các bạn. Wow, ủa sao anh nói chuyện giống như hát vậy? Đây là có thơ luôn ha, anh làm thơ hay sao vậy? Không có, tại vì nghĩ ra vậy thôi. Nghĩ ra, nhưng mà anh có viết ra, anh đọc trước, anh nhẩm, anh học trước không? Mà sao anh nói nó trôi chảy mà nó hay, líu lo như anh đang hát vậy? Cũng có viết ra. Có viết ra? Dạ. Rồi, nghĩa là anh rất nghiêm túc với cái buổi hẹn hò ngày hôm nay đúng không ạ? Dạ. Thay mặt chương trình cảm ơn anh nói hay quá. Mình nghe kịp không nha em? Dạ kịp chị. À, rất là dễ thương. Cũng nhanh. À, nói nhanh nhưng mà nó có vần có điệu lắm. Dạ. Thế còn mình thì sao? Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? À, điểm mạnh của em thì trong công việc em nghĩ em là người có trách nhiệm trong công việc, luôn hoàn thành những cái công việc mà được giao nè, có tính cầu tiến. Ừ. Còn về trong cuộc sống thì em biết nấu ăn và em là tiếp người của gia đình. Ừ. Như mà cho hỏi một câu vẫn tò mò bên đây. Vậy là anh thường hay coi chương trình lắm hả? Dạ thường coi lắm. Anh biết em hỏi câu gì luôn cho anh chuẩn bị sẵn đáp án luôn hả? Thấy chị mê gì đem cho chị luôn. Biết Tường mê gì đem cho Tường luôn. Ủa dạ là Tường mê gì đem gì cho Tường vậy? Thấy coi trên mạng chị Tường nói là chị thích uống chanh muối nên là chương trình cho hai cái em làm chanh muối đem tặng cho các Tường. Trời ơi dễ thương quá. Một trái đó chị uống 4 ly nha, để uống gì uống một trái rồi quay quay nữa mặn nha. À rồi rồi, cái em hiểu rồi. Thường thường làm cho những đứa em bán cà phê. Dạ. Mình bán gì mới có lợi, với quậy một trái rồi tới giờ lại cho em. Rồi hiểu rồi, chất lượng nói chung là nước cốt đậm đặc đúng không ạ? Rồi cảm ơn anh. Bây giờ em hỏi chút xíu về tình duyên nè. Hiện tại anh đang sống với ai vậy? Điểm yếu chưa nói hả? Ờ điểm yếu chưa nói à? Quên, nãy bài thơ mới có điểm mạnh nè. Dạ, điểm yếu. Em nói điểm yếu, tính em hay suy nghĩ và đôi khi mất bình tĩnh vậy. Hồi hộp, mất bình tĩnh. Dạ. À, hay suy nghĩ nữa. Hay suy nghĩ nữa. Này. Suy nghĩ về cái gì ạ? Thì tuổi này nó chưa có gặp cái gia đình này kia cũng suy nghĩ cũng rất nhiều rồi. Rồi vậy bây giờ em hỏi tình trường anh đó. Bây giờ là anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Em đã từng trải qua một mối tình, có yêu một cô giáo dạy trường trung học cơ sở thị trấn Mỹ Thọ được 6 năm. Em chia tay hơn 1 năm. Em cho cô giáo đó rất nhiều thời gian và cơ hội, nhưng cô giáo cứ hững vô tâm quá nên em đành dừng lại hai chữ gian dở. Sao mà thí dụ mình thấy không hợp thì mình chia tay sớm anh, sao để tới 6 năm mà cuối cùng vẫn chia tay? Thấy cái cô đó thì cũng chịu nhưng gia đình ngăn cản. Gia đình cổ á. Gắn đèo thì rồi còn có sửa đổi gì không? Nhưng mà tại sao gia đình cổ ngăn cản, biết không chịu anh chỗ nào? Cũng lớn tuổi rồi vậy đó, xưa gì bị mổ vô nang vậy đó, họ không lấy chồng được, lấy chồng sao không có con, lấy chồng chi? Mà hỏi cổ, cổ nói cổ vẫn có con, tại gia đình nói vậy đó. Mà chia tay cổ được bao nhiêu năm rồi? Chia năm mấy rồi? Chia năm mấy giờ cổ có chồng có con gì chưa? Không, chưa có chồng, không có chồng luôn. Không có chồng luôn. À. Quen 6 năm. À. Một mối tình. Cũng lâu lâu là cũng gặp nhau này kia, cũng nói chuyện bình thường không có gì hết. Nhưng mà em hỏi thiệt cái này hơi, tại vì anh cũng có tuổi, lớn tuổi rồi. Nên em hỏi cái chuyện này nó cũng không có gì mà gọi là sai quấy hết. Em quen 6 năm nhưng mà anh với chị có ở với nhau không? Dạ. Không ở sao biết không có con? Tại anh không ở hay là tại chị không, không cho có anh ở? Gia đình nó chỉ bị mổ ngang. Ngang thì... Chứng.
mà cổ sao cổ nói cổ vẫn được. Mà con gia đình nói vậy mà cổ nói chỗ còn. Mà sao anh chị cũng lớn tuổi rồi mà quen 6 năm mà mình không có sống thử với nhau trước hả? Không có luôn, có đi chơi từng đi ăn gian đi lắm mà không có. Cổ tách cổ khó lắm. Cổ khó hay là tại anh không có tấn công? Không có, cổ khó chứ khó tấn công mà cổ khó. Sao anh không xin xỏ? Không được. Dạ, là quen một mình anh thôi đó, 6 năm là một mình anh đó. Anh cũng là một quen có một mình cổ chứ nhiêu. Dạ. Như vậy em hỏi thiệt anh nè, là anh có cái gì quan hệ với ai đó trước hôn nhân chưa? Dạ chưa. Là có nghĩa là anh có biết là làm cái chuyện đàn ông chưa? Cái đó chắc biết mà cái đó chưa có thử. Biết mà chưa thử có nghĩa là chưa biết. Là 45 tuổi là còn zin. Em nói thiệt, em nói giỡn mà thiệt hả anh? Nói thiệt. Thiệt luôn. Dạ. Em không dám làm vậy thôi chị ơi. Làm vậy là lỡ rồi đẻ đứa con ra, không có ra tội nghiệp. Trời ơi, 45 tuổi còn nguyên si bà xì. Rồi có mận ăn gì được không anh? Anh nghĩ sao? Được, chắc được chứ, chắc được chứ. Chắc thôi đúng không? Còn khỏe lắm hả? Sao anh biết anh khỏe? Anh chưa làm chưa sao biết anh khỏe? Anh dựa trên cơ sở nào anh biết là anh khỏe? Gia đình trước á, cha mẹ còn sống á, thấy mẹ còn có vợ dắt đi khám thử. Cái bác sĩ nói này nó bình thường, không có gì chơi, mà tại nó không chịu lấy vợ. À, là có đi khám bác sĩ, bác sĩ nói khỏe. Khỏe, cha mẹ nó nói sao lớn tuổi này cứ vậy, đem cưới cậu vợ nó cầm lưng mà nó không chịu. À. Nhưng mà anh thích phụ nữ không? Thích. Khi mà nhìn thấy một người phụ nữ đẹp, anh có rạo rực trong người không? Rạo rực chứ. Hoang mang quá, để tôi xem lại. Có gạo rực. Có gạo rực đúng không? Rạo. Rồi, tới bên em. Nếu như mà nói tình chính thức á, thì em chưa có mối tình nào là chính thức chị. Là sao? Có nghĩa là hồi thời em sống ở dưới quê á, năm 17, 18 tuổi gì đó thì cũng có một cái mối tình mà kiểu trẻ trâu á. Rồi sau đó thì em lên Cần Thơ em sống, thì em đi học, em đi làm, ra trường rồi xong rồi thì cũng có quen một, hai người. Mà cũng chỉ cao lắm là 6 tháng mà em dừng lại tại thấy không phù hợp. Nhưng mà có gì sâu đậm chưa? Em nghĩ là chưa. Cũng chỉ nhắn tin qua lại rồi nói chuyện rồi gặp một hai lần rồi thôi. Vậy là không lẽ em cũng giống như anh bên đây? Hả? Trời ơi, sao vậy? Sao phí tuổi xuân vậy hai bạn? Trời ông trời, để cho hai bạn dành cái thanh xuân đó để dành cho nhau. Nếu mà một người từng trải mà gặp một người như vậy thì đơn hai người có người thiệt thòi. Còn hai người không biết gì trơn luôn. Công bằng, trao cả thanh xuân cho nhau, được không anh? Dạ được. Nếu được bao giờ mình quen nhau hợp lý thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Hết năm nay. Hết năm nay. Em thí dụ em có chịu qua cái câu lãnh để sống với ảnh không? Nếu mà được. Trước kia thì em có cái quan niệm là có thể em sẽ trả lời với chị là không được. Tại vì em có quan niệm là em lập nghiệp ở Cần Thơ. Ừ. Nhưng mà những năm gần đây thì em đã thay đổi cái suy nghĩ. Em nghe chị Tường nói nhiều. Đúng rồi, lấy chồng là phải theo chồng. Với lại đừng nói không, tại không yêu á. Dạ. Yêu cỡ nào cũng theo hết trơn á. Dạ. Chị là cô cuốn gói theo trai luôn mà tại không có trai nào để cuốn gói theo thôi. Dạ. Không có gì xấu hổ chuyện đó hết á. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, với lại hai bạn giờ phí nhau quá, phí thời gian quá rồi. Nhưng mà em hỏi thiệt anh nè, anh 45 tuổi nè, chưa vợ nè, có nghĩa là hồi đó giờ anh lo làm ăn không à? Giờ anh có của có vốn gì không? Anh nói em nghe coi để làm sao mà người phải lo được cho vợ con người ta mới chịu làm vợ anh. Có dư chút đỉnh. Dư chút đỉnh là cái gì? Giờ anh có nhà riêng chưa? Dạ có. Có đất đai gì thêm không? Có đem bằng phát hay không? Đem cái bằng phát, đem sổ hả? Sổ đỏ đó hả? Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy có người đi tham gia chương trình mà đem theo sổ đỏ luôn trời. Trời đất ơi, đâu cho em coi nhà. Trời ơi, hay quá anh ơi. Lần đầu tiên em thấy có người tham gia chương trình mà có sổ đỏ luôn nè. Trời đúng rồi nè, này cái khai sinh. Hộ khẩu chứng minh luôn, giấy khai sinh luôn. Quá xuất sắc. Sẵn sách ly luôn ha. Trời anh này mà không lấy ai nữa đây trời. Thửa đất số 76. Đó. Diện tích 172.7m2. Quá dữ. Đất ở tại nông thôn, thời gian sử dụng là lâu dài nha. Được công nhận quyền sở hữu sử dụng đất. Tặng cho ông Nguyễn Văn Hùng. Của ai tặng cho anh vậy anh? Lát con già cha mẹ để ông anh đứng tên rồi ông anh phải chỉ nhượng. Có nghĩa là của cha mẹ để lại. Chia cho mọi người là bao nhiêu dư. Dạ, tóm lại là đất cha mẹ để lại. Dạ, đang dạ. Để lại. Là cái này là hiện tại anh đang ở đây luôn hay là? Hiện tại đó nữa rồi. Vậy cái này là cha mẹ để lại, còn cái gì anh tự làm ra đâu anh? Tiền mặt nào anh để đám cưới đồ này kia? Dạ, có chứ chị. Vốn làm ăn đồ nhiều khi vợ bỏ xứ theo mình á, thì đến nơi mình phải tạo một cái công việc ổn định cho vợ. Ví dụ mở cái tiệm gì nhỏ, đủ khả năng không anh? Có tính mở quán cà phê cổ. Cà phê cổ. Vốn nặng lắm à. Không có, cô chuẩn bị bàn nhiều lắm rồi. Có chuẩn bị rồi. Bàn cổ có luôn hả? Có luôn. Nhà vậy ổn chuẩn rồi ha. Chuẩn bị biết gì không? Chuẩn bị em chuẩn bị mơ cái chân mấy mai. Nhìn cái mặt bàn nè, mở quán phơi cổ nhặt. Ai thích nhặt trầm đến uống. Ồ. Có kế hoạch tương lai rõ rệt. Được. Rồi, bây giờ anh muốn kiếm một người vợ như thế nào? Anh diễn tả em nghe coi.
Có mấy tóc dài, có giọng nói dễ thương chút được rồi. Trời ơi, massage trở lại. Massage trở lại là được. Thế còn chị, em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Anh ấy là phải có công việc ổn định, chị, nghiêm túc, chân thành, biết đối nhân xử thế. Có cần ngoại hình sao không? Về chiều cao thì có thể từ 1m65 trở lên cũng được. Mọi cái khác thì chắc do cảm xúc ban đầu nhìn thì... Coi thử coi trong ba anh này anh nào là ảnh vậy? À, cái người sao mờ quá em. Rồi bốn người luôn thì lựa đi, em cũng không biết luôn nữa. Có cổ ở trọng đó. Đây. Tại sao anh chọn cô đó ạ? Cô này. Dạ. Tại sao anh chọn cô đó? Thấy cô đó cũng lứa tuổi cũng cỡ hàng 40 mấy. À, em chọn ai? Cái hình này anh chụp mấy năm rồi anh? 20 năm. Trời ơi, giờ ông đi lấy vợ 50 tuổi, 45 tuổi ông đưa hình năm ổng mới có 25 tuổi à. Em nhìn. Anh nhìn. Nào? Em chỉ đâu? Kệ, kệ, hốt luôn em ơi. Rồi, mời hai anh chị nhìn về cửa trái tim nha. 1 2 3 sao nè trúng hay trật nè? Chào anh. Nhân ngày kỷ niệm anh với em gặp mặt với nhau anh có gì quý hơn? Có anh có mang theo tấm lòng và bó hoa hồng sáp mang từ phương xa đến tặng cho em. Tuy là đơn sơ nhưng nhiều kỷ niệm em đã nhận bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có món quà em gửi. Cảm ơn em. Dạ này em gửi chị. Ôi chị cảm ơn em nha. Có tấm lòng nhé nè. Cái hộp này em sẽ hộp của bó hoa. Anh biết là những quỹ gia đình anh có làm cho xin muốn. Ủa nãy nghe cái đó là của chị Tường. Không có chị Tường là ghi. Tường riêng, ta chu đáo lắm. Rồi chị Tường cảm ơn nha. Em cảm ơn anh nha. Có món quà này là để tặng cho chị Tường. Chị Tường chị dùng cái này chị nhớ đến chương trình và có cắt cho chị rồi thì thôi khỏi coi đi. Coi cái này khỏi coi ha. Khỏi này khỏi coi mãi là biết rồi. Cái này là xài 5-10 năm cũng hư. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi không biết cái gì mà cho là thích rồi là quý rồi cái đã. Cảm ơn rất là nhiều. Nhưng mà em hỏi một câu nè, sao nãy anh tặng bó hoa cho chị mà anh xúc động anh muốn khóc luôn vậy, lý do gì? Xúc động nào giờ chưa có cái nào cầm cái bó hoa để tặng cho một người nào hết. À em hiểu, em rất là trân trọng cái cảm xúc đó. Em có cảm nhận được không? Dạ em có. Rồi chị cũng hy vọng rằng là hôm nay các bạn sẽ có một buổi nói chuyện thật là hiểu ý nhau, hai người thật sự luôn, là những trường hợp rất đặc biệt và đã có tuổi rồi. Hy vọng là hôm nay các bạn tìm được một tiếng nói chung. Anh có món quà gì muốn tặng, món quà tinh thần ngoài những món quà vật chất này không? Là hát được. Rồi mời anh. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi trao cho em. Ngày nào đã quen nhau, mình chung hướng về, mình chót trao nhau đầu cười. Và tình yêu đó tôi đem ép trong tim, dù buổi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình, tôi cũng không bao giờ quên em. Hay quá. Em làm lại một khúc liền. Anh hát bài đó cái tựa quen mà anh hát chị nghe bài hát mới luôn á. Sửa anh chút rồi, sửa cho nó. Em đến từ Cần Thơ cho nên chắc em hòa một cái đoạn nhỏ, một cái câu nói về Cần Thơ nha. Rồi. Dạ. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó ai đi đến đó lòng không muốn về. Trời ơi ngọt ngào quá, cặp đôi này xứng đôi ghê. Thôi được rồi, màn gặp nhau rất là ấn tượng, hy vọng sẽ bắt đầu một cuộc đối thoại rất tốt ngày hôm nay. Bây giờ thì đến giờ ăn trưa rồi, bây giờ xin mời các bạn thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Phiêu Mượn. Rồi bây giờ Tường xin mời hai anh chị nha thưởng thức một món ăn ngon, rất đặc biệt của nhà hàng. Đây là cơm thố bò Wagyu. Vừa ăn, vừa trò chuyện, vừa tâm sự với nhau. Ít phút nữa thì Tường sẽ quay trở lại nha. Rồi mời hai anh chị, em đi cất quà đây. Dạ em cảm ơn chị. Thôi em quan niệm thế nào về tình yêu và hôn nhân? Theo em thì trong tình yêu thì cần có sự chân thành và nghiêm túc, quan tâm, chia sẻ. Rồi nãy giờ anh thấy em cũng có trách nhiệm đó. Để trong công việc có chí cầu tiến. Đây là những trong những điều anh đang kiếm tìm. Còn nữa còn là anh đánh giá rất cao. Quan niệm sống của anh á, hãy từ từ mà sống. Chọn dội cho mình một người để phá lấp nỗi cô đơn đó. Anh sẽ tìm cho mình một trái tim này có cùng một nhịp đập. Ở đó biết quan tâm, biết chia sẻ, biết hy sinh, dung dắt chỉ đắp cho hạnh phúc của nhau. Và cùng anh đối diện khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi mình gục ngã thì người đó cố gắng động viên mình lên. Nhà anh là bao mấy anh chị em? À, 7 anh em. Bảy anh em, anh là thứ mấy? Thứ 6. Còn bố mẹ? Bố mẹ mất
có anh em đông sợ không? Dạ không, bình thường. Nhà em thì ba chị em, em là lớn, hai đứa em. Anh có hút thuốc? Dạ không. Uống rượu biết uống mà, như đám tiệc uống chút đỉnh thôi chứ không uống nhiều. Dạ. Uống rồi dẫn về dẫn hết. Tôi nói tầm này nó đi đám chị nó còn hết tóc kìa. Mình biết uống nhưng mà giống như là mình phải có điểm dừng. Dạ, được điểm dừng đúng rồi. Phải có điểm dừng. Dạ. Ồ, cơm ngon không chị? Dạ ngon. Ăn món này lần nào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Anh ăn món này lần nào chưa? Thiên này chắc chưa ăn. Chưa ăn lần nào ha. Dạ. Rồi, nhưng mà nãy giờ mình có trao đổi gì về cái chuyện quan điểm về tình yêu và hôn nhân chưa? Vợ đi dạy mình nha, ông nhà nấu cơm, giặt giũ này nọ rồi cho vợ. Dạ. Dạ. Rất đơn sơ mộc mạc ha. Anh nghĩ anh có phải là người chung thủy không? Dạ phải. Anh có phải là mẫu người gia đình, anh có sẵn sàng giúp vợ trong công việc gia đình không? Dạ sẵn sàng. Giặt đồ nấu ăn được không anh? Dạ được, nấu ăn giỏi. À vậy hả? Anh nấu ăn giỏi là một chuyện, mà anh có chịu nấu ăn cho vợ không là chuyện khác. Chịu nấu chứ. Dạ. Nếu được thì em nghĩ bao giờ mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thì chị biết ở tầm cỡ tuổi này thì chắc là khoảng 6 tháng hoặc 1 năm. Cái thời gian nhiều khi nó cũng không có quyết định gì, tùy theo cái lúc đó là mình sắp xếp như thế nào về công việc, về tình cảm đó chị. Trên tay tường có hai lá thăm dành cho hai bạn. Hai bạn hãy đọc lớn yêu cầu ở trong này và hãy thể hiện theo những cái gì ở trong này yêu cầu nhé. Đây là một cái cách để cho các bạn có thể thoải mái hơn, để có thể tiếp cận với nhau và đồng cảm với nhau nhiều hơn. Rồi, mời bạn gái đọc trước đi ạ. Hãy thuyết phục bố mẹ hai bên đồng ý cho hai bạn cưới nhau. Nhưng vì cả hai ở tuổi thế hệ 7X nên bố mẹ từ chối, bạn sẽ làm gì để thuyết phục? Hiểu rồi. Rồi hai bạn đứng lên. Thời gian qua thì con đã làm cho ba mẹ phải lo lắng rất là nhiều. Cho nên là khi tụi con có quyết định đến với nhau thì tụi con sẽ chịu trách nhiệm với những cái gì mà tụi con quyết định. Ba mẹ yên tâm. Còn anh muốn nói như thế nào để thuyết phục ba mẹ mình không đồng ý rồi đó, mình nói như thế nào để thuyết phục ba mẹ nè? Con chào hai bác. Nếu Diễm mày đồng ý bấm nút với con á thì dù cho hai bác không chịu con đi nữa, con gắng về Cần Thơ con thuyết phục hai bác làm sao cho bác gả Diễm cho con. Con hứa. Con hứa con sẽ lo cho Diễm suốt quãng đời còn lại nè. Đó, rồi cảm ơn. Rồi hy vọng sẽ chờ được cái lời trả lời của hai bác nha. Rồi về chỗ đi ạ. Thôi anh ngồi xuống, em ngồi xuống đi. Bây giờ đến anh. Massage cho đối phương mỗi 1 phút. Nam massage cho nữ vì nam làm nghề cắt tóc massage. Rồi, wow. Biết không đó. Rồi em ngồi dựa vô ghế đi em. Thư giãn 1 phút ảnh qua massage cho em. Sướng quá. Ước gì giờ có chàng trai nào cũng massage cho tôi. Trời ơi. Trời ơi mạnh quá. Không có không gì, thấy gì nó không nè. À vậy hả? Về nhà, mai mốt lấy nhau về tối tối được massage sướng nha. Bonus thêm, trời ơi, ráng thêm nên thấy hợp thường ghê vậy đó. Dạ, em đúng rồi. Em cảm nhận sao cưng? Ngó nghề của anh điêu luyện không cưng? Tại vì thường em đi thì em đi massage nữ không à, cho nên làm nhẹ nhàng, còn này mạnh quá. Anh hơi bạo lực quá, có hồn. Dạ, anh chưa quen. Nhưng mà hơi tay nghề có vẻ là cũng điêu luyện, phải không? Dạ. Bụp 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 bụp, phải không? Dạ. Thôi bây giờ nè. Mời em hôm nay anh đi, em thấy là gia đình đi theo, mình cũng có gia đình đi theo đúng không anh? Có đi cháu. Dạ, bây giờ em có thể mời gia đình anh vào để hỏi ý kiến cháu một chút xíu nha. Rồi mời em, cả gia đình luôn. Rồi, thế hôm nay nãy giờ nghe câu chuyện của cậu, vậy là coi như là mở ha, mở tương lai đi. Dạ, dạ. Thì em cảm nhận như thế nào? Dạ, em cũng thấy cũng xứng đôi. Nhưng mà sao? Em cũng muốn là chị này về làm mợ em. Cái ý từ trong tim em là vậy. Tại vì cậu em nói chung là từ đó giờ nói chung là chỉ biết cần cù làm, chỉ biết làm vậy thôi. Nhiều khi nó trôi qua cái thời gian, nhiều khi nghĩ lại cũng tiếc cho cậu. Đúng cái rồi. Thời đã qua chị cũng muốn lắm đó. Dạ. Mà chị cũng không biết là mợ đang suy nghĩ gì, mình cũng khó đoán. Dạ. Nhưng mà ví dụ nha, chị nói ví dụ mà mợ đồng ý đi, hôm nay mà cậu mợ cho nhau một cái cơ hội thì em ở nhà có gì em đốc thúc cậu thêm một chút được không? Dạ. Em có vợ con rồi, mặc dù em nhỏ nhưng mà em đã có vợ con, em có kinh nghiệm tình cảm cậu nhiều, cậu yêu thương nhưng mà cậu chưa biết cách thể hiện. Em có thể hỗ trợ cậu mình không để cho nó nhanh, thúc đẩy cho nó nhanh tiến tới hôn nhân được không em? Dạ được. Vậy nha. Rồi em có muốn nói gì với mợ không nè, em nói mợ một câu đi nè. Con cũng thấy mợ thì cũng tốt, cậu cũng tốt, nhưng mà ai cũng tốt hết, nhưng mà phải cố gắng mài dũa cho nó ăn khớp với nhau, cái nó thành một cái gia đình được chứ mình tốt
bên đây tốt mà không ăn khớp nhau cũng không được. Cháu rất là nhiệt tình, nó cảm xúc thật sự, nói từ trái tim luôn đó. Chị nghe chị cũng rất là xúc động. Hy vọng rằng là với cái nhận xét của cháu mình thì hai cậu và mợ hay suy nghĩ kỹ để trước khi mình đưa ra cái quyết định của mình nha. Rồi, cảm ơn gia đình của em nha. Rồi chúng ta sẽ ngồi chờ kết quả. 30 giây nhìn nhau đi ạ. Mỗi người nói với nhau một câu nữa, ai muốn nói gì cũng được. Cảm xúc hiện tại, suy nghĩ hiện tại, mong muốn bất cứ điều gì. Anh với em đến đây là coi những cái duyên, nên mình nên cho nhau cơ hội để anh nắm tay đi này là hết quãng đời còn lại. Em cảm ơn anh, em cảm nhận anh rất là chân thành, em chân quý cái điều đó. Được rồi, cảm ơn hai anh chị. Bây giờ tao đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của các tường, đồng ý bấm mạnh xuống, không đồng ý lấy tay ra. Nhá, quyền quyết định là của anh chị. Tường đã làm hết sức, chương trình chỉ tạo cho mình một cái cầu nối thôi. Còn mình có chấp nhận đi đến với nhau để tìm hiểu, để mà nắm lấy cái cơ hội này hay không là quyền của anh chị nhá. Đặt tay vào nút bấm đi ạ. Sau 3 tiếng đếm của các tường, hãy đưa ra quyết định của mình và chịu trách nhiệm với cái quyết định đó. 1 2 3 Hết thời gian. Tại sao cậu cũng bấm rất chậm vậy cậu? Tại sao cậu bấm chậm vậy? Không, nó biết Diễm có bấm không? À, suy nghĩ không biết Diễm có bấm hay không. Thế còn Diễm, sao Diễm lại không bấm nút? Trong khi là Diễm cũng cảm nhận là anh ấy rất chân thành. Giống như chắc em chưa có thấy được cái cảm xúc đó. Anh chân thành, anh hiền, anh tốt. Em cảm nhận và em trân quý cái điều đó. Mà thấy anh chia sẻ có một vài cái thì em thấy cũng chưa dứt khoát lắm. Ra em cũng nói chung là chưa có cảm xúc. Ngay cả cái quyết định bấm nút mà anh cũng chần chừ nữa. Mình thích là mình bấm thôi, còn Diễm bấm hay không là chuyện của Diễm. Anh lần sần có thể là trong cái câu chuyện hai người nói, đôi lúc Tường không nghe rõ, Tường ra ngoài, nhưng mà có thể là anh chưa thuyết phục được cô ấy. Đây là cái duyên của anh chị. Mình chưa có duyên với nhau thì mình phải chấp nhận thôi, tại vì mình sống bằng cảm xúc mà. Và mời anh chị đứng lên ạ. Thật sự là Tường rất là buồn, bởi vì đối với Tường đây là một cặp đôi rất là đặc biệt. Họ có rất là nhiều điều trùng khớp với nhau. Qua cái kinh nghiệm lần này thì anh cũng rút kinh nghiệm một xíu. Mình đàn ông mà làm sao mình mạnh mẽ hơn, mình quyết đoán hơn một chút thì người phụ nữ người ta mới cảm thấy rằng là người ta có thể yên tâm khi mà trao cái cuộc đời của người ta cho mình. Anh nha, và em tin rằng với một người tốt, nhân hậu và cần cù làm ăn như anh thì em nghĩ trước sau gì anh cũng sẽ tìm được một người vừa ý để mà xây dựng cái mái ấm gia đình của mình. Em tin anh là một cái người sẽ rất là biết lo cho gia đình, biết thương vợ, thương con. Và em chúc anh có nhiều sức khỏe và chờ đợi cái hạnh phúc đó một ngày không xa. Dạ, anh nha. Cảm ơn chị. Dạ. À, rồi, Phấn ơi, nghe rõ không em? Dạ. Ừ, em để cái cam xích xuống tí xíu được không? Để thấy một nửa người của mình á. Hiện tại đang thấy cái mặt không à? Em để xa ra là em nói chuyện được rồi. Dạ, dạ. Rồi em nói một chút về bản thân em nè, họ tên, công việc, tuổi tác, rồi quê quán của mình lại giùm chị, tự giới thiệu. Dạ thì em tên là Dương Thị Hồng Phấn, em sinh năm 2000, là 23 tuổi. Thì quê em ở Vĩnh Long và hiện tại em đang đi làm ở thành phố và em sống ở quận 8. Thì công việc của em là nhân viên văn phòng. Bản thân á, văn phòng là em làm bên gì? Dạ em làm tư vấn tuyển sinh cho trung tâm Anh ngữ. Dạ trung tâm Anh ngữ. Em là quê ở đâu? Dạ em quê Vĩnh Long ạ. Rồi giờ là em làm ở đâu? Dạ em làm ở, hiện tại là em sống ở quận 8 và làm ở Tân Phú. Rồi. Dạ. Rồi Tân Phú hả? Giờ em đang ở dưới quê hả? Dạ hiện tại là em đang ở Sài Gòn. Ủa vậy hả? Sao chuyện gà gái đâu quá trời, chị tưởng đang về quê hay gì? Dạ okay. Tại cái khu em có chú nuôi á. Dạ. À vậy đó hả? Trời dạ. Ơi. Rồi ok em, vậy thì em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em đi. Mà bữa nay không đi làm hay sao mà ở nhà ấy? Dạ tại vì em mới nhổ răng, em bị đau răng nên là em xin ở nhà để đi cắt chỉ. Dạ. Điểm mạnh của em là tích cực, nhiệt huyết, năng động và dễ gần. Còn điểm yếu của em là hơi bị kỹ tính á, kiểu như là em làm cái gì cũng phải theo ý của em á, nên là thường em sẽ ôm cái việc đó để làm một mình chứ không có thích chia sẻ gì người khác làm. Dạ. Với lại là em cũng hơi nóng tính nữa.
Nhưng mà em ma quê nó giống như là em bực đó rồi xong rồi cái em hết giận nhanh lắm. Dạ. Còn về đường tình cảm thì em cũng có tìm hiểu một vài người, nhưng mà đối với em thì có hai cái mối tình là cảm thấy nó sâu đậm nhất à. Rồi em kể đi, hai mối tình đó làm sao mà chia tay, từ chi tiết ra. Dạ, thì bạn đầu tiên là em quen lúc còn đi học cấp 3 thì lúc đó cũng còn nhỏ cho nên là chưa có định hướng xa, thì cũng quen được tầm hơn một năm thì tụi em đi học xa thì tụi em không có quen nữa. Còn bạn cái người thứ hai là lúc mà em lên Sài Gòn để học đại học thì em gặp ảnh và em quen ảnh thì cũng mới chia tay được vài tháng gần đây. Thì em với ảnh lúc nói chung là do là tụi em một người thì quá nóng tính và một người thì em lúc đó cũng còn chưa có trưởng thành, chưa có chững chạc á, cho nên là tụi em cãi nhau bất đồng quan điểm. Thì em thấy là cũng do em chưa có đủ trưởng thành á, nên là tụi em sau này tụi em không có nhìn nhận, không có thấu hiểu, không có định hướng chung nữa, nên là tụi em đã không có quen nữa. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ thì em muốn tìm một người như thế nào? Dạ. Thì em thích một bạn nam thật thà. Trong tình cảm thì quan trọng nhất là sự tin tưởng và trách nhiệm mà. Về ngoại hình thì đừng có cao quá, đây em cũng không được cao. Em cao bao nhiêu? Dạ em 1m52. Dạ, thì nặng bao nhiêu em? Cho chị cái em nặng 50kg. Ừ. Dạ. Rồi. Và bạn em đó cũng... thì gọi là tuổi tác bạn đó làm sao, quê quán bạn đó như thế nào? Dạ bạn đó thì có thể lớn hơn em từ 3 tuổi trở lên nữa. Thì em muốn tìm một bạn nam cũng quê ở miền Nam và miền Tây thì càng tốt. Dạ. Thì không quá cao cũng đừng có quá mập, tại em không có quen những cái bạn mà quá khổ được, tại trước giờ em cũng có tìm hiểu nhưng mà em không có quen được, hầu như không có hợp á chị. Ừ. Dạ. Với lại là thì em chỉ cần tính tình bạn đó biết lắng nghe, nói chung là cũng không có cần hiền đâu, nhưng mà chỉ bạn đó chịu thấu hiểu là được, biết chia sẻ với thấu hiểu. Dạ. Ừ. Dạ. Rồi, ok em, nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại cho mình nha. Dạ rồi. Ok. Dạ rồi, em cảm ơn, em chào chị ạ. Giới thiệu về bản thân chị lại giúp cho em ha, họ và tên tuổi quê quán nghề nghiệp của mình đi chị. Chị tên là Huyền, với cái tên đầy đủ là Đào Thanh Huyền. Chị sinh năm 1971, năm nay chị 52 tuổi. Chị sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội. Khởi nghiệp chị là một cô phát thanh viên của Đài Truyền hình Việt Nam. Và bây giờ chị làm thêm nghề kinh doanh bên ngoài nữa em ạ. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của chị là như thế nào? Hồi đó là chị làm phát thanh viên là làm bao lâu chị? Chị làm được khoảng 4 năm em ạ. 4 năm. Dạ. Xong kinh doanh thêm bên ngoài. Ừ. Song song chị làm song song cả hai việc em ạ. Dạ. Thế xong rồi chị sinh em bé và đôi khi điều kiện ấy cũng không cho phép, kiểu như thời gian nó bị bó buộc nên chị phải làm kinh doanh nghề tay trái để chính em ạ. Dạ. Là bây giờ mình kinh doanh cái gì chị Huyền? Chị kinh doanh về ngành vận tải em ạ. Điều hành vận tải Bắc Nam ấy. Là mình làm chủ luôn hay sao chị? Đúng rồi, chị làm chủ em ạ. Dạ. Làm kinh doanh tự do, nhỏ lẻ em ạ. Mình kinh doanh cái gì á? Mình cụ thể giúp em được không? Cụ thể là chị chuyên làm về điều hành hàng cho các xe tải. Các bạn ấy sẽ lấy hàng từ đây đi vào Nam em. À, là chị mở là mở cái kho, cái trạm xe hả? Đúng rồi, chị là điều hành tại một bãi kho xe, hàng nhập vào kho của các công ty. Nhưng mà thì là chị là chủ kho đó không? Chị là chủ kho em ạ. À, chủ kho luôn, dạ. Là nhà mình có mấy chiếc xe chị?
chị không, trước kia thì chị có xe nhưng mà sau này chị không quản lý được vì chị còn phải các kho. Nhưng mà chị đặt kho gì, vận chuyển hàng gì? Chị đặt kho vận tải tất cả các loại hàng từ đây vào Nam, sắt thép thôi. Ê, nhưng mình làm bên bên logistics đúng không chị? Đúng rồi em. Ở trong Sài Gòn có kho không chị? Chị không, chỉ có ví dụ như các xe lấy của chị thì các bạn sẽ tập kết vào những bãi xe Sài Gòn, các bạn trả hàng thôi. À dạ dạ. Rồi chị nói xíu về điểm mạnh điểm yếu của chị giúp em nha chị Huyền. À, điểm mạnh của chị thì rất là cá tính, mạnh mẽ. Tức là với trong công việc thì chị đảm đương cũng như là một người nam tính ấy. Còn điểm yếu của chị thì rất là yếu đuối, thương người. Và đại loại là chị bất cứ việc gì chị rất là dễ tha thứ với bao dung như mọi người. Dạ. Chị nói em nghe được không? Rồi em nghe được. Rồi mình nói xíu về tình trường của mình đi chị. Chị đã kết hôn chưa? Rồi kết hôn mấy năm mà ly hôn? À không, chị thì không phải là ly hôn em ạ. Chị lấy chồng rồi, chị kết hôn rồi. Và ông xã chị đã, anh bị tai nạn và anh mất 19 năm. Chị được hai bé gái em ạ. Và chị 19 năm nay là chị chăm các con chị và đã xây dựng cho một bạn. Còn một bạn vẫn đang học đại học em ạ. Dạ. Rồi. Hiện tại là các bạn là chị nuôi luôn hả? Chị ở với chị hay là ở riêng như thế nào chị? Tức là con gái lớn của chị thì bạn đã xây dựng gia đình. Và gia đình nhà chồng thì ở trong Sài Gòn. Nhưng bạn ấy con gái lớn chị là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Bạn ấy sinh năm 2002 ạ. Năm nay 21 tuổi. Đúng rồi. Dạ. Còn bạn thứ hai chồng chị? Bạn lấy chồng, con bạn đã được 2 tuổi rồi em. À vậy là lấy chồng sớm quá. Có cháu ngoại là... rồi. Đúng rồi, chị lên cho bà ngoại rồi. Tại vì là con rể chị là bạn làm phi công và con gái chị làm tiếp viên hàng không nên các bạn gặp nhau rất sớm. Dạ dạ. Còn bạn thứ hai nhà chị cũng là bạn nữ, bạn đang học đại học văn bằng 2 viện ở Kiểm sát Nhân dân em ạ. Đang ở chị. Là bạn thứ hai thì ở ngoài quê với chị hả hay như thế nào? Không, bạn ở Hà Nội, chị ở tại Hà Nội. Chị sinh ra Hà Nội và chị cũng công tác tại Hà Nội là và cả dân. Ở Hà Nội hết. Dạ. Đúng rồi em. Là bạn con gái thứ hai của chị là ở chung với chị. Đúng rồi em. Thì bây giờ bố mất mà thì phải ở với mẹ thôi. Dạ. Rồi thì hiện tại thì lý do gì chị tham gia chương trình bên em? Lý do thì chị cũng cảm thấy là chị đã 19-20 năm, chị đã làm tròn trách nhiệm của một người mẹ đấy. Dạ. Chị đã ở như thế, chị cảm thấy các con chị bữa nay là đã bắt đầu trưởng thành. Và các con chị là một cái động cơ và tác động rất nhiều trong vấn đề muốn cho chị tìm một lửa còn lại cho mẹ để bù đắp cho mẹ những cái khoảng thời gian trống vắng em ạ. Là hai bạn đều ủng hộ chị đi tìm hạnh phúc mới hết. Hai bạn đăng ký chương trình này là hai bạn đăng ký và có nói với mẹ là các bạn đã đăng ký rồi và mẹ cũng vui vẻ đáp ứng theo các con thôi vì mình thấy chương trình này rất là nhân văn em ạ. Dạ, cảm ơn chị. Rồi thì bây giờ mẫu người của chị mong muốn thì mẫu người như thế nào nè? Ra là mẫu người thì mẫu người chị mong muốn thì thực sự người đấy là cũng về hình thức thì cũng là tương đối, cũng phải trung bình khá chứ cũng không cần phải quá này nọ, cũng phải quá thế kia. Như thế nào rồi về công việc, tuổi tác, quê quán nó như thế nào ạ? Về ngoại hình thì chị đang nói đấy, ngoại hình thì gọi là cũng là ưa nhìn, cao ráo em ạ. Cao ráo là chị cao mét mấy nè? Chị thì không được cao lắm, chị chỉ cao 1m54 thôi. Ừ thì đấy, anh đó cỡ 1m6 trở lên được không nè? Em nếu mà được mà bạn đấy cao 1m65 đến 70 thì là tốt. Rồi cao 1m65 trở lên thì rồi là gì nữa chị? Cũng muốn một bạn cao ráo. Nghề nghiệp thì ví dụ đối với chị tuổi thì có thể là hơn tuổi
60 đổ về hoặc bằng tuổi, hoặc có thể là kém một tuổi một chút cũng được. Nói chung là mình cũng văn minh, mình kém cũng không... là bao nhiêu chị thì là chị chấp nhận được. Ví dụ kém thì bởi vì thực sự cái tuổi thì nó cũng không nói lên cái gì em ạ. Quan trọng đối với chị là cái tính cách. Chị cũng cần một mẫu người đàn ông là chung thủy, biết yêu thương, chia sẻ đối với chị, để cho chị cảm thấy như là bờ vai vững chắc ấy, và tính không ra trưởng. Và với cả đặc biệt là hoàn cảnh thì nếu bạn trải nếu như bạn ấy trải qua một lần, bạn ấy trải qua một lần đò mà bây giờ cũng không vướng bận gì nhiều thì cũng đối với chị là được. Rồi, không vướng bận gia, ví dụ giống người ta ly hôn giống chị thì vẫn ok mà đúng không? Đúng rồi em. Nhưng họ cũng đang nuôi con mà con họ lớn giống như chị thì như thế nào? Ví dụ bây giờ chị cũng nói như này này, bởi vì thực sự giờ là văn minh rồi. Con nhà mình thì ở với mình nhé, các bạn rất là độc lập về kinh tế thôi. Thì nếu như mà con của người đấy đấy, ví dụ như là các bạn ấy cũng lớn và trưởng thành rồi, các bạn cũng độc lập, thì mình nghĩ là cũng được thôi, cũng không có vấn đề gì cả. Rồi nghề nghiệp của anh đó thì giờ về hưu được không chị? Hay là có nghề nghiệp ổn định hay như thế nào? Với chị thì nếu như là về hưu cũng được. Về hưu thì nhưng mà với chị thì chị cũng không muốn lấy người đàn ông là người đàn ông mà cũng quá lớn tuổi. Thực sự bởi vì chị nghĩ là với cái tuổi này mình cần tìm một kiểu cái bờ vai để dựa vào ấy. Thì mình cũng sợ là một bạn mà ví dụ như là người ta lớn tuổi quá thì sợ rồi đến cái tuổi mà bắt đầu họ cũng có nhiều kiểu bệnh tật phát sinh em. Thì là mình cũng không được dựa vào bờ vai bao nhiêu nữa. Thì sự điều đấy thì đối với mình cũng sợ là nó rất là đáng buồn. Ví dụ chị là ví dụ chị tìm là tầm rồi, ok khoảng... tuổi em sẽ tìm cho chị là 60 đổ về thôi ha. Rồi nghề nghiệp của anh đó ví dụ như là làm cái gì thì chị chấp nhận, hay là có nghề nghiệp ổn định là được rồi? Nghề nghiệp ổn định là được rồi em ạ. Có gì về phụ thêm chị là được ha. Đúng rồi, cả hai người, bởi vì thực ra đến cái tuổi này bọn chị cũng không làm nhiều nữa, để thực sự để là cảm thấy mình yêu bản thân mình hơn em thì cũng cần quê quán có... quê quán vùng miền thì sao chị? Quê quán vùng miền thì thực sự là nếu mà được một người ở một ở Hà Nội, hai là ở Sài Gòn thì cũng tốt. Bởi vì là con gái chị thì các bạn ấy cũng là gia đình ở trong đấy em. Các bạn ấy lân cận Hà Nội và lân cận Sài Gòn thì được không? Cũng được em ạ. Rồi ok chị. Chị cũng rất là nhân cái buổi phỏng vấn hôm nay đấy. Thì cũng không biết thế nào nhưng mà chị cũng nhân đây chị cũng cảm ơn các em. Cảm ơn chương trình. Là chương trình đã sắp đặt một buổi thời gian quý báu này để dành cho bọn chị. Tìm thế giới riêng cho bọn chị. Cho nên chị rất là cảm ơn các em. Dạ, cảm ơn chị. Thì công việc của tụi em là đi mai mối mọi người. Nói chung là tìm được hạnh phúc của nhau. Thì mong là em cũng sẽ tìm, tụi em cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho chị ha. Ở đây thì cũng có, đây là ekip chương trình thì cũng có nhiều biên tập lắm. Thì nếu như mà có người phù hợp thì một trong những cái biên tập ngồi đây thì cũng sẽ gọi lại cho chị và nói chuyện với chị nhiều hơn, để tìm hiểu thêm về chị và ghép cho chị một cái người ưng ý nhất ha. Rồi, em cảm ơn chị. Chị cảm ơn em, chị cảm ơn chương trình nhé. Dạ, rồi em cảm ơn chị Huy nhiều ha. Mình tên là Đỗ Nguyễn Ngọc Quỳnh Như, sinh năm 1982. Quê mình thì ở Sài Gòn. Hiện tại thì công việc của mình là kinh doanh tự do. Cụ thể công việc kinh doanh của mình là kinh doanh gì á chị? Dì của mình là có một cái xưởng sản xuất bánh xuất khẩu trái cây, đang mở rộng thị trường ở trong nước á, thì là mình phân phối những cái hàng đó, mình tìm thị trường trong nước. Rồi ok, mình nói điểm mạnh điểm yếu của mình giùm em nha. Điểm mạnh của mình đó là mình biết lắng nghe, chia sẻ, thông cảm, mà nấu ăn, là một người có trách nhiệm. Điểm yếu của mình là mình nóng tính, không có thích người khác nói nhiều.
dễ bị quạo. Rồi mình chia sẻ về đường tình duyên luôn giùm em nha chị Như. Chuyện tình cảm của mình thì mình ly hôn mới nay là cũng được 7 năm, 7-8 năm rồi. Hiện mình đang ở với con gái của mình nuôi con một mình. Rồi cái lý do làm sao mà chia tay vậy chị? Là tại vì trong cái khoảng thời gian mà mình đang mang thai với lại sau khi mà mình sinh em bé thì người chồng của mình có mối quan hệ bên ngoài rồi ăn chơi, thì thành ra là mình không có chấp nhận được cái điều đó. Mình cũng có cảm thấy không được. Con cái thì bây giờ sao chị? Mình đang nuôi bé. Bé ở với mình. Bé mấy tuổi cho em xin luôn thông tin ạ. Bé năm nay 12 tuổi. Bé gái hiện, hả chị? Bé gái đang học lại. Rồi. Rồi em thấy công việc của chị là chị tự chị kinh doanh này kia làm như thế này nè, thì không có gặp ai để tìm hiểu hay sao ạ? Nói chung là cũng có, nhưng mà mình cảm thấy không hợp, và lại có một cái mối quan hệ nhưng mà mình là người thứ ba, cho nên là mình muốn chấm dứt cái tình trạng đó. Mình không muốn, tại vì mình trước khi mình đã từng bị tổn thương như vậy, thì khi mà mình là một cái người thứ ba, mình chen chân vô cái cuộc sống gia đình của người khác, thì cái điều đó mình cũng không muốn. Mình muốn dừng lại, mình kết thúc. Chủ yếu là vì cái lý do gì mà không thể đi tiếp được à? Đi tới cái người sau này á hả? Đúng rồi. Dạ. Tại vì thứ ba đó, mình là người thứ ba chen chân vô trong mà rồi. Lúc tự nhưng là mình... mà những cái có còn những cái mối quan hệ nào khác mà nó gọi là cũng ok để đi tới xa hơn á, còn thôi người thứ ba thì mình bỏ qua rồi. Không. Không, chắc một phần cũng có thể là không hợp, cũng có thể là do mình cũng kén chọn. Ok, rồi vậy mình tìm một người như thế nào nè, chị mô tả đi, coi kén chọn cỡ nào nha, phải mô tả kỹ nha. Người đó hả, ít nhất là phải độc lập về kinh tế, phải có cái suy nghĩ hơn mình, tại vì mình là người chủ động về trong tất cả mọi chuyện, từ gia đình cho tới xã hội cho tới con cái. Mình tự tin, mình có thể là mình đảm nhận được hết tất cả những cái thứ đó. Tại vì mình là người phụ nữ độc lập mà, mình nuôi con một mình từ lúc mà em bé mới, mình mới sinh em bé cho tới giờ phút này thì vẫn là một mình chăm lo cho con. Mình tự tin là mình làm được hết những cái điều đó, cho nên là cái người đàn ông mà mình muốn tìm, người đó phải mạnh mẽ, có thể là quản lý được gia đình. Gia đình mà có vấn đề gì đó thì người đàn ông đó có thể thay mình gánh vác những cái chuyện đó. Cái thứ hai là người đó phải độc lập về kinh tế, cũng phải có công ăn việc làm ổn định, có cái suy nghĩ chín chắn hơn mình. Rồi, cái công việc chị có yêu cầu gì không, hay không thích nghe cái ngành nghề nào không? Nói chung thì mình không có phân biệt ngành nghề nào hết, miễn là cái ngành nghề đó là nó là cái ngành nghề chân chính, kiếm tiền bằng sức lao động của mình. Mình không có thích lừa gạt ai hay là lường công sức của người khác để mà được cái lợi cho mình. Mình không thích điều đó. Vậy thôi. Ok, điểm chị không thích ở người đàn ông là gì ạ? Không thích nói nhiều, không thích nói dài. Đàn ông mà đừng nói nhiều đúng không? Đàn bà mà nói nhiều còn chấp nhận được. Không nói nhiều, không nói... Nhưng nhậu. Mà chị nói nhiều không? Chị nói nhiều không? Không. Trời ơi, rồi hai chồng không ai chia sẻ, không ai nói rồi hiểu nhau không? Thì nói chung là thì cũng phải chia sẻ, nhưng mà ý mình đang nói đây có nghĩa là cái vấn đề đó, thí dụ như không thích
thì ngồi cùng nói chuyện với nhau, mổ xẻ vấn đề là anh không thích em như vậy hay là em không thích anh như vậy, mình đưa ra một cái thảo luận rồi xong thôi, chứ không có phải vấn đề là thí dụ như anh đang không thích tôi vấn đề đó, mà cứ giả sử như đem cái chuyện đó nó đi nó lại rồi nó dài nó dai là mình không thích đó, cái chuyện gì nó qua rồi cho nó qua. Biết nhậu cũng được, nhưng mà nhậu xong là không có tánh xấu nha, không được có tánh xấu nha, không có bập cằn thô lỗ. Vậy thôi. Chị thì em thấy rất là mạnh mẽ luôn đó. Rồi chị, cái người đàn ông đó, chị muốn mạnh mẽ hơn chị hay là bù trừ cho chị? Phụ nữ kinh doanh mà thì thường sẽ độc lập mạnh mẽ rồi đó. Cái này là mình cũng phải cân nhắc nha, tại vì cái người đó dữ dằn hơn mình thì có chọn mình hay không, đúng không? Đúng rồi. Còn cái người mà họ bù trừ cho mình, có thể tiền họ làm không nhiều bằng chị đi, nhưng mà họ hỗ trợ support cho mình được tốt hơn. Em ví dụ vậy, thì chị cân nhắc, chị theo quan điểm chị thì nó như thế nào? Thì cũng được. Nói chung là chỉ cần một cái người đàn ông có thể gánh vác về mặt tinh thần, có thể họ làm không nhiều tiền, nhưng ít ra ảnh làm được 10 đồng, ảnh có thể anh cho mình 3 đồng, 5 đồng cũng được. Cái đó là cái trách nhiệm của người đàn ông đối với gia đình. Thì ủng hộ vợ về mặt kinh tế hoặc là về mặt tinh thần, chăm lo cho gia đình. Có thể mình lùi một bước về, mình làm hậu phương cũng được. Hoặc là có thể là mình đi ra ngoài mình kiếm tiền, thì ở nhà ảnh cũng phải chăm lo gia đình. Vậy thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình sinh con nữa được không chị? Có ý định đó không? Chắc không có ý định đó được. Ok, tại mới có một bé gái mà. Có một bé gái mà. Ok chị. Rồi, mình thế thì cái kinh doanh này mình đã lâu chưa chị, bao nhiêu năm rồi? Cũng lâu lắm rồi, mình làm mười mấy năm rồi. Ồ, cái xưởng sản xuất này hả? Đúng rồi, nếu mà tính ra cái ở Việt Nam này là cũng đã hơn 20 năm rồi. Đã cũng có thị Đài Loan, rồi ở bên Úc thì hàng năm. Tại vì cái xưởng này của dì mình là hợp tác với người nước ngoài, sau đó là tách riêng ra thì là hàng năm thì cuối năm cái thị trường mình đánh cái mặt hàng này rất là mạnh, hàng Tết. Ok, ngon lành ha, bởi giờ thôi kinh tế vững vàng quá. Ok chị, rồi nếu được chọn thì chương trình sẽ có người trao đổi thêm với mình về những cái thủ tục tiếp theo để tham gia chương trình nha chị nha. Rồi, cảm ơn chị Như rất là nhiều đã dành thời gian cho buổi casting ngày hôm nay ạ. Xin chào chị. Dạ rồi.